Nhận định trực tiếp bóng đá Arsenal với Fiorentina, 5 giờ ngày 21 tháng 7, giải đấu ICC Cup 2019, cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Sau mùa giải với nhiều tiếc nuối khi không thể lọt vào top 4 ngoại hạng Anh, đồng thời thua trận ở chung kết Europa League, đã có nhiều lo lắng và nghi ngờ dành cho thầy trò Unai Emery. Nhất là khi ở kỳ chuyển nhượng hè 2019 này, Arsenal vẫn chưa có được bản hợp đồng nào đáng chú ý. Việc không bổ sung tân binh khiến pháo thủ sẽ phải trải qua nhiều khó khăn ở ngoại hạng Anh mùa giải sau. Tuy vậy, gạt qua những nỗi lo về mặt lực lượng, Arsenal đã đem đến niềm vui cho các cổ động viên ở các trận giao hữu thời gian qua. Pháo thủ đã đánh bại Colorado Rapids với tỷ số 3-0. Sau đó, ở trận ra quân ICC 2019, Arsenal đã hạ gục Bayern Munich 2-1 nhờ hai pha lập công của các tài năng trẻ. Với phong độ cao đó, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn Fiorentina ở trận tiếp theo của ICC. Kèo nhà cái niêm yết ở mức pháo thủ chấp La Viola nửa bàn. Thế nhưng, nhiều khả năng Arsenal sẽ không vượt qua được mức chấp này. Bởi lẽ, Fiorentina cũng đang có được sự hưng phấn. Fiorentina đã thắng 2 trận giao hữu ở mùa hè này. Fiorentina cũng đang hừng hực quyết tâm phục hưng dưới triều đại Vincenzo Montella sau mùa 2018-2019 bết bát. La Viola đang thành công trong việc giữ chân các trụ cột như Nikola Milenkovic, Jordan Veretout hay Federico Chiesa. Những cầu thủ kẻ trên sẽ giúp Fiorentina chơi ngang ngửa với Arsenal và đội bóng Italia sẽ có được trận hòa, nên chọn Fiorentina.